Rồi, thì hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chi tiết hơn để anh em nâng cấp mấy cái nhà ở trong cái con game Crypto Conflict nha. Thì như mới đầu vô thì game nó đã hướng dẫn sơ lược cho anh em là để nâng cấp thế nào rồi. Thì ví dụ nâng cấp lên, ví dụ khi hết hướng dẫn thì anh em nâng cấp được tới đây rồi. Thì bây giờ tiếp theo á, anh em phải tập trung anh em nâng cấp cái nhà chính giúp mình nha. Lúc nào anh em phải tập trung nâng cấp cái nhà chính trước. Anh em ưu tiên nâng cấp nó trước. Một là nhà chính, còn hai là những cái mỏ của anh em đang đào đây nè. Đó. Anh em nâng cấp lên để anh em có tài nguyên. Thì đó. Thì thứ ba là anh em phải tập trung hoàn thành cái mấy cái nhiệm vụ đây nè. Đó, khi mà anh em lên là anh em nhận. Bởi vì anh em nhận anh em mới có tài nguyên để anh em nâng cấp được. Đó. Đây thì khi con tướng anh em lên cấp thì nó cũng cho anh em nguyên liệu đây. Nói chung là anh em không nên nâng cấp lung tung nha. Nói chung thì mình cứ nâng cấp theo xoay quanh theo nhà chính. Đây gia tài mình nâng cấp cũng khá nhiều rồi. Bây giờ mình nhận thưởng cái này. Rồi. Thì bây giờ tới giờ hết nhận thưởng này. Thì bây giờ theo cái nhà chính của anh em. Đó thì bây giờ nó cần chính lụy để anh em nâng cấp tiếp nhà chính, là anh em cứ nâng cấp cái chính lụy lên giúp mình. Đó, anh em phải ưu tiên hàng đầu để cái nhà chính anh em lên, bởi vì nhà chính anh em để mà đổi được hình như là level 18 là anh em đổi được 2 đồng ngày, còn 20 là 7 đồng ngày. Thì đó thì anh em lúc nào anh em ưu tiên trước cho mình. Đó, thì khi anh em lên đó thì nó sẽ cho thêm rồi đây. Đó bây giờ bắt đầu nó mở cho anh em cái này nè. Cái cửa hàng thương mại đây nè nha. Đó, thì cái cửa hàng thương mại đây cũng quan trọng lắm, anh em nâng cấp lên giúp mình. Cứ có miễn phí là anh em cứ nâng cấp miễn phí lên. Rồi anh em nâng cấp lên hết cỡ luôn. Còn nâng cấp được cứ nâng cấp lên này đó. Rồi thì chỗ nó khúc này nha. Thì bây giờ thế này, khi mà anh em nâng cấp cái nhà chính lũy đó lên á thì từ anh em mình nâng cấp sơ cái sự nóng cái tàu lên nè. Đây. Rồi thì sau khi anh em nâng cấp sự nóng tàu lên, anh em vô anh em đóng tàu với mình. Đây, anh em phải đóng thêm tàu nha. Đó, anh em cứ hạ xuống cho nó ấy đi. Đây thì mình đóng xong thì nó cho mình này. Trước tiên anh em phải đóng cho mình vài con tàu trước cái đã. Ở trước mắt là anh em cứ đóng cho mình hai con tàu này đi. Rồi khi mà anh em có hai tàu rồi thì anh em qua bên đây đó, anh em thông dịch giống mình nha. Đó thì anh em trao đổi đó trong đây nè. Đó thì 3646 đó, anh em thấy cái nào nhiều anh em nhắn vô thị xác đi. Đó thì bây giờ anh em sẽ chọn trước mắt á, anh em khi mà mới lên anh em hiểu anh em không nên chọn những cái con tàu mà level cao nha, anh em phải để dành lại để anh em đi đánh chiếm. Anh em chọn những tàu thấp thôi, anh em bỏ tích con này đi, anh em xuống anh em tích hai con mới ra này, con nào cũng được đó, rồi anh em đi trao đổi. Đó là bây giờ nó sẽ đi thẳng tới cái cảng tàu đây nha. Rồi thì từ từ khi nào tới cái cảng tàu rồi mình tiếp tục mình chạy nha. Rồi thì giờ quay về nhà chính. Ví dụ như mấy cái này mà được á, anh em cứ coi quảng cáo đi, để anh em lấy cái X2, anh em để anh em lấy X2, X2 phần thưởng nha. Đó, anh em lấy X2 phần thưởng rồi. Cái gì nhận được anh em nhận trước. Rồi thì bây giờ quay lại với cái nhà chính, cứ đè cái nhà chính mà nâng lên trước cho mình nè. Ví dụ như thiếu cái gì nè, đó là anh em mới theo nó anh em nâng lên tới level 9, anh em nâng lên level 9. Ví dụ vàng nó thấp, một vàng, hai vàng, bốn vàng thì anh em cứ nâng trước bằng này đi cho đỡ tốn cái này. Rồi khi nào vàng lên cao thì anh em ấy nữa. Đó bây giờ ví dụ như mình hết nguyên liệu đúng không, hết nguyên liệu thì đó, nãy giờ mình nâng nhiều cái rồi, bây giờ mình lại nhận tiếp. Còn mấy cái ở trong này á nè, như mấy cái nó cho trong này nè, thì từ từ anh em sử dụng nha, anh em cứ để dành đó, anh em cứ sử dụng mấy cái này trước đã. Đó ở ngoài đây nó cho thẳng anh em lên nè. Rồi phố thương mại, rồi khi nào mà hết nhận được nữa thì đó, anh em coi anh em đủ nguyên liệu năng hay chưa, phòng cứu chưa, năng lên chín luôn nè. Rồi thì bây giờ đây nó thiếu ít đây, bảy máy đây đó. Thì giờ nó thiếu rồi á thì
anh em vô đây, anh em tuyên bố nhận lên này. Đó. Thứ hai là khi cái nhà chính của anh em nâng cấp lên á, anh em nâng cấp lên thì nó sẽ cho máy này nha anh em. Đó, anh em vô anh em nhận hết. Đó này thì đàn âm nhiều lắm nên là anh em để dành nha. Liên minh. Còn ba thông báo gì nữa đây, nhận luôn. Đó, mình có một cái máy bay tím ở đây. Đó, từ từ. Vô, ví dụ anh em có máy bay tím thì anh em cứ sử dụng hết đi nha. Xác nhận, tìm cách. Đó, để mình coi đủ chưa. Giờ thiếu ít. Thiếu ít thì anh em vô anh em bắt đầu đó, anh em sử dụng này giống mình. Rồi, bánh mì. Sắt. Đó thì anh em cứ vô anh em sử dụng hết cũng được. Tí nữa là khi anh em đi đánh là nó sẽ có lại nữa, nhưng mà giờ cứ trước mắt mình đang hết thì mình đang cần thì mình cứ dùng. Rồi, giờ nâng lên. Đó, thì tiếp tục. Nhà chứa máy bay level 10. Đó, cứ miễn phí thì anh em cứ lên này máy nha. Rồi, 10 giờ. Chưa, tiếp theo mới level 10. Rồi, thì đó mình cứ nâng lên mình cứ nhận cái này chứ đã. Nếu mà anh em mãi cho kỹ đó trong này này đó. Còn cái này thì anh em cứ từ từ anh em nhận cho mình nha. Cái này không cần gấp gáp đâu. Anh em cứ nhận hai cái bên này trước cho mình nè. Đó, cứ nhận lên đi. Nhận xong lên anh em về anh em coi đó, cần gì bây giờ thiếu. Trăm mấy chục ngàn. Mình giờ để mình nhận cái này nè. Rồi, thì bây giờ bắt đầu thiếu rồi á. Là bây giờ mình làm gì? Đó, bây giờ anh em đi coi này nè, bây giờ anh em mới làm mấy nhiệm vụ này nè. Khám phá thành phố trung tâm. Đó. Rồi. Một cái. Đó. Rồi, cùng hóa vũ trang. Level 4. Rồi. Đó, anh em cứ làm theo trong đây nè, đó để anh em lấy tài nguyên. Máy bay. Giờ nó vô kêu mình chế máy bay nè, lại chế xe tăng chứ. Đó, nhà 4. Cứ miễn phí gì là anh em cứ lên là nó bắt đầu anh em hết rồi anh em làm thêm nhiệm vụ để anh em lấy tài nguyên tiếp. Này, máy bay cường chế thêm cái nữa. Rồi thì bây giờ anh em á, anh em qua ra anh em tấn công. Tấn công. Đây, anh em để tự chọn, anh em nhớ để sửa chữa tự động nha. Để khi mà có cái nào nó hư nó sửa chữa. Còn đây khi mà anh em tới thành phố đây rồi nè, anh em để chỗ này giống mình nha. Anh em muốn làm lời á thì anh em phải mua những cái gì mà giá cao nhất. Mà anh em mua này anh em để nè, cái đây phần trăm nó phải nó giảm nha. Xong rồi đợi xíu. Đây, anh em ví dụ cái này cao nhất đi, anh em mua cái này phần trăm giảm. Anh em mua vô. Anh em xác nhận. Rồi đây anh em đi trao đổi đây. Đó, nó sẽ tự động qua bên kia đi trao đổi. Tự động đi trao đổi. Để mình coi thử mình có cái chứ, mình nuốt vô để mình tăng cấp lên luôn nè. 100 mới có 3.000 à. Nhập thêm bao nhiêu nữa. Bánh mì 1.500, 150, 150. Rồi. Thì đó, thì bắt đầu anh em mới đi làm mấy cái này đó. Vô chỗ mấy cái này thì ví dụ như nó kêu anh em nghiên cứu cái nào thì anh em làm cái đó thôi nha, đừng nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu nhiều nó mất tài nguyên lắm. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi tấn công căn cứ nè. Đó, lựa chọn. Thế đây là lực chiến của cái căn cứ anh em nha. Rồi, thấy ba máy dây giờ đi xa. Giờ mình đang ở đây. À, mình quên nữa. Anh em khi mà anh em chở ra anh em vô đổi tên giống mình nha. Đây là cái thẻ đổi tên nè.
Đó, thì đặc biệt danh. Mình nay chơi đi Sài Gòn đi. Đồng mắc dễ rồi. Đó, đi Sài Gòn, ok. Thay đổi tên. Rồi, cái thứ hai là anh em thay đổi chân dung giúp mình luôn. Đó, trong này có nhiều chân dung anh em phải chọn nè. Chọn này à, này chạy máy bay ai chơi. Đó, chọn già chọn ngầu. Từ từ. Đó rồi. Chưa thay đổi chân dung gì hết. Thay đổi thằng già đi anh em. Đó. Già da đen. Chờ luôn. Đó. Thì khi mà anh em thay đổi trước ra để cho cái admin nó biết là anh em không phải là bot nha. Rồi về mình coi. Đó này, khi anh em thắng này anh em cũng chiếm được cái đây này đó. Thì nói chung trước mắt á thì mình chơi tới đây trước nha. Rồi nếu mà anh em nào mà có thắc mắc hay là ý kiến gì á thì anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì mình sẽ tìm hiểu rồi mình trả lời cho anh em. Rồi nếu mà anh em thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.